Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng chất độc da cam đã để lại cho nhiều gia đình những vết thương khó xóa nhòa. Nhưng từ trong bất hạnh khó khăn đó, họ đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với anh Lê Bá Thành, đang sinh sống tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, một người khuyết tật bị ảnh hưởng chất độc da cam với nghị lực lập nghiệp bằng nghề cơ khí. Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm lên 5 tuổi, đôi chân của chàng trai sinh năm 1978, Lê Bá Thành, bỗng dưng bị co lại, dần dần không thể tự bước đi được nữa. Thời điểm đó, cậu bé Thành chưa một ngày được đi học, đã bắt đầu phải chịu đựng những cơn đau do di chứng chất độc da cam từ người bố trở về từ chiến trường Quảng Trị. Năm lên 8 tuổi, người mẹ của anh đã qua đời do bệnh tật. Những bất hạnh liên tiếp ập tới đã có lúc làm cho Lê Bá Thành bi quan, chán nản. Khi khoảng 12, 13 tuổi thì mình khi đấy mình thấy rất là buồn, rất là tuyệt vọng. Rất là, nói chung là đôi lúc sống trong cái tình cảm bi quan. Nhưng mà khi mình lớn lên khoảng 16, 17 tuổi rồi thì mình ý thức được rằng là con người ta mỗi người là một số phận. Mình phải phấn đấu và vượt qua nó. Và phải đứng lên bằng chính mình, được sự tạo điều kiện của Hội Bảo trợ người khuyết tật thành phố vào đấy để học nghề. Mặc dù đôi chân không lành lặn, nhưng bù lại, nghị lực, ý chí đã làm sáng lên trong Thành một tinh thần lạc quan. Với suy nghĩ tích cực, tư duy nhanh nhạy, cùng đôi bàn tay sáng tạo đã được phát huy, nhất là từ khi anh được tham gia vừa học vừa làm tại một số xưởng cơ điện. Anh mình đã nghĩ ra là thôi bây giờ mình phải tìm tòi để sản xuất một cái gì đó. Thì cái lĩnh vực mình yêu thích là cái cơ khí thì mình lại thích cơ khí nông nghiệp. Bởi vì khi mà đi vào cơ khí nông nghiệp thì mình có một sự phát triển là vừa có ích cho mình nhưng đồng thời là phát triển được cái nông nghiệp nông thôn. Có thể là mình cứ làm sao cái mày mò nghiên cứu rồi là cứ biến cái này cái kia để cho nó thành công. Đấy. Và khi thành công được rồi thì khi đấy mình mới cảm thấy ngủ một chút ngủ ngon. Thế nếu mà khi mình chưa làm được một cái gì đó mình cảm thấy mình cứ trăn trở, cứ suy nghĩ cho làm sao để làm được. Sau những năm tháng miệt mài, vừa học vừa làm, Thành đã mở được một xưởng cơ khí cho riêng mình. Lần lượt, những chiếc máy ép mía, máy chế biến thức ăn chăn nuôi, máy hàn điện tử đã được anh cải tiến sản xuất và cho gia nhập vào thị trường máy móc công nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Mình trước đây là mình ở ngoài tỉnh ra, mình là cũng kinh doanh cửa hàng là về thiết bị máy móc. Mà giờ là mình được nghe giới thiệu là mình đi trực tiếp vào trong cơ sở của Thành Vinh này để mình xem thực tế là máy móc có đúng như dân tình họ mách bảo với mình không. Thì hôm nay mình vào đây như thế là mình thấy là sĩ nghiệp công nhân của cơ sở Thành Vinh này làm như thế là mình thấy là chất lượng là mình thấy là đảm bảo và yên tâm về cái sản phẩm của máy móc của Thành Vinh này. Đồng cảm với khó khăn thiệt thòi của những người cùng hoàn cảnh. Vì thế mà khi được biết có một số người khuyết tật trẻ mồ côi muốn được vào làm việc tại cơ sở của mình, anh Thành đã sẵn sàng hỗ trợ, đào tạo miễn phí cho họ về nghề cơ khí, giúp họ có việc làm, thu nhập ổn định. Em đi làm thêm, học hỏi thêm nơi khác nhau, học hỏi thêm kinh nghiệm. Và em mới vô đây làm, xuống đây anh Thành, học hỏi anh Thành chỉ bảo thêm, anh chỉ bày nhiệt tình. Em học được cuốn motor này, sửa máy hàn, đồ điện thân dụng á, cuốn bơm các kiểu đồ điện. Để được học nghề và vươn lên lập nghiệp, cùng với sự động viên giúp đỡ của gia đình, xã hội, thì tinh thần tự học, đam mê mày mò của chàng trai khuyết tật đầy nghị lực Lê Bá Thành là rất quan trọng. Cuộc sống của anh giờ đây đã thực sự bước sang trang mới với những niềm vui, hạnh phúc khi lan tỏa được những giá trị tích cực trong cộng đồng.